Ngày hôm nay, đồ đồng Dung Quang Hà xin được trân trọng ra mắt giới thiệu các bạn và quý vị tượng ngựa hí trên đồng tiền vàng được làm bằng đồng vàng cao 38cm. Ngựa được nhiều doanh nhân ưa chuộng. Bởi lẽ, trong phong thủy, ngựa không chỉ là con vật trung thành nhất mà còn biểu trưng cho sự kiên nhẫn, bền bỉ. Đây cũng chính là con vật đem lại sự may mắn và tiền tài. Một trong những biểu tượng ngựa phong thủy thường thấy là hình ảnh ngựa phi nước đại hay lộc mã. Ngoài ra, theo chuyên gia tư vấn phong thủy, ngựa là con vật có số mệnh khỏe mạnh, hào phóng và táo bạo, ung dung tự tại, không bị trói buộc. Do đó, khi sở hữu ngựa phong thủy, nó sẽ giúp cho người sở hữu vui vẻ hơn và tràn đầy sinh khí, năng lượng, đồng thời giúp cân bằng và giải tỏa bế tắc. Như vậy, ngựa còn mang ý nghĩa của sự thăng tiến trong công việc, trong sự nghiệp. Nhiều người thường đặt tượng ngựa phong thủy trên bàn làm việc nhằm mục đích cầu mong tài lộc, công danh, mọi sự đều thuận lợi và đạt được thành công như mong muốn. Hơn thế nữa, đây cũng là một món quà dùng để tặng sếp vô cùng ý nghĩa. Do được sử dụng phổ biến, lâu dài, mang giá trị vật chất đa dạng và mật thiết nên ngựa cũng tạo giá trị tinh thần phong phú, ảnh hưởng sâu rộng đến tâm linh và đời sống văn hóa nghệ thuật của người Việt Nam. Hãy sở hữu ngay cho mình một tượng ngựa vàng để phát tài phát lộc và mang lại cuộc sống rực rỡ cho bản thân.